Thanh Tùng kính lại chào ngồi đến quý khán giả của Nét Việt TV Chào mừng quý vị đến trở lại với tiết mục Hot News với Thanh Tùng Tính cho đến giờ phút này khi mà uh, quý vị đang uh, theo dõi chương trình Hot News với Thanh Tùng Thì quý vị thấy rằng là ngày bầu cử đã sát lắm rồi Mình còn chưa đầy một tuần lễ đã tới ngày tổng tuyển cử rồi Và mặc dù đến giờ phút này đang có hàng triệu cho tới hàng chục triệu phiếu bầu cử sớm đã được gửi đi rồi nhưng số lượng người mà chờ để được gửi đi trong những ngày tới những lá phiếu của mình và số lượng cử tri quyết định sẽ đi bầu trực tiếp kể tại các phòng phiếu vẫn còn rất cao. Và bên cạnh đó vẫn còn hàng loạt các câu hỏi liên quan tới bầu cử vào giờ chót mà thanh tùng biết rằng quý đồng hương của mình đang rất là quan tâm mà không biết hỏi ai cho nên thanh tùng sẽ dành thời lượng của hot news với thanh tùng vào giờ này giải đáp một số trong rất nhiều các câu hỏi mà quý vị đang quan tâm để uh, quý vị biết là mình nên làm gì trong những ngày sắp tới nha còn bây giờ trước hết thì cho thanh tùng được uh, cập nhật với quý vị bảo trợ cho tiết mục hot news với thanh tùng vào giờ này Tiểu chính là Xuân Vân Healthcare và Dược Thảo Toàn Chân. Tòa lạc ở bên trong khu thương mại Paloma Plaza 3005 Silver Creek Road, San Jose. Và cứ phục vụ cái đồng hương từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều 408 528 9297. Trong thời gian này, mua hai sản phẩm Manado sẽ được tặng 1 và mua 400 đồng sẽ được tặng cây son không phai trị giá 27 đồng. Paloma Cafe tòa lạc ngay mặt tiền khu thương xác Grand Century Mall chuyên phục vụ các món ăn dân giả dạ Việt Nam 408 277 văn phòng thuế vụ Hàng Lê. Hiện bây giờ đang có chương trình đặc biệt đó là giúp cho quý tiểu thương những người đã vay chương trình PPP loan dưới 50.000 đồng giúp cho quý vị xóa món nợ này một cách dễ dàng và hợp pháp. Nếu quý vị muốn được giúp cho chương trình PPP Loan và được xóa nợ, liên lạc ngay với văn phòng thuế vụ Hàng Lê. 621 Tully Road San Jose phòng A125 kế bên cạnh Hồng Minh Travel 408 279 5843. Tri Karaoke muốn có dàn karaoke mới hoặc cũ, quý vị muốn đổi máy hư, đổi thành máy mới, xin gọi anh Đoan Nguyễn 408 223 2300 hay truy cập vào trang nhà trianhkaraoke.com. An Khang, Mì Gia trong khu Việt Nam Town mở cửa từ 9 giờ sáng đến 7 giờ tối, đóng cửa thứ tư hàng tuần 408 217 9496. Đã có 38% cử tri và cho tới ngày hôm nay nó lên tới 42% cử tri của riêng tại quận hạt Santa Clara đã đi bầu cử sớm rồi. Con số rất là cao nha quý vị. À, cho tới giờ phút này tiểu bang Cali thì đã có hơn 7 triệu cử tri đã đi bầu cử sớm. Cali của mình có hơn 22 triệu. Tên tôi nhất không lầm là 22 triệu 300 ngàn cử tri của tiểu bang Cali mà bây giờ đã có hơn 7 triệu cử tri đã đi bầu cử sớm rồi điều đó cho thấy rằng là con số người sẽ đi bầu cử rất là cao trong kỳ bầu cử sớm mình khoan nói đi bầu cử chính thức mình nói chính là bầu cử sớm đó là con số đi bầu rất là cao bây giờ để cho thanh tùng chứng mình cho có gì cao đặc biệt là ở ngay địa phương của mình là dùng b area nơi có 10 quận hạt ở mà mình quen gọi là dùng dùng b san francisco đó san francisco b hay gọi là dùng thung lũng qua vàng nó nguyên có dùng đó gồm có 10, 11 quận hạt thì quý vị sẽ thấy các con số đều thấy rằng là con số cử tri đi bầu cử sớm trong mùa bầu cử năm nay 2020 nó tăng mà nó tăng kỷ lục từ trước cho tới nay chưa bao giờ có có gì tính chung nha tính chung của cả vùng B area thì con số cử tri bầu cử sớm tăng 40 phần trăm tăng 40 phần trăm so với những năm trước à, để cho Thanh Tùng nhắc liền với quý vị những quý vị nào mà muốn bầu cử bằng thư thì xin quý vị nhớ rằng để cho lá phiếu của quý vị hợp lệ thì phiếu bầu của quý vị phải được gửi đi hoặc là bỏ vào trong thùng thư ở những trung tâm bầu cử phải gửi đi vào trước hoặc là đúng ngày 3 tháng 11. Quý vị gửi bưu điện thì thư của quý vị, cái phiếu của quý vị phải có dấu đóng của bưu điện trước hoặc là đúng ngày 3 tháng 11. Và năm nay đặc biệt hơn mọi năm vì đại dịch Covid-19 cho nên sau ngày bầu cử 3 tháng 11 thì cơ quan kiểm phiếu đó họ sẽ chờ quý vị thêm 17 ngày nữa để nhận phiếu của quý vị người ta sẽ chờ quý vị thêm 17 ngày để nhận phiếu của quý vị những năm trước người ta chờ bao nhiêu quý vị người ta chờ có 3 ngày thôi sau ngày bầu cử người ta chờ quý vị thêm 3 ngày quý vị tới trễ thì người ta không tính cho nên quý vị nhớ năm nay thì vì là năm đại dịch người ta sẽ chờ quý vị thêm 17 ngày có nghĩa là sao có nghĩa là lá phiếu của quý vị phải được đóng dấu bưu điện trước hoặc là hạn chót là đúng ngày 3 tháng 11 và phải tới văn phòng bầu cử để kiểm phiếu trước ngày 20 tây tháng 11. Đó là những phiếu được xem là hợp lệ. Và điều thứ nhì xin có gì đừng quên khi có gì gửi phiếu đi nhớ dùm cho Thanh Tùng ký tên. Ký tên ở trên lá phiếu, ký tên ở trên bao thư của lá phiếu ký tên ở trên bao thư của lá phiếu gửi đi chuyện gì xảy ra nếu có gì không ký tên nếu có gì lỡ quên mà không ký tên phiếu của gì sẽ được để riêng người ta không có quan không ai dám quan phiếu của gì đâu người ta để y riêng bên để làm chi để người ta liên lạc với văn phòng bầu cử sẽ phải liên lạc với quý vị để nhờ quý vị ký lại cái 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 chữ ký đó dùm gửi cho văn phòng bầu cử để họ verify người ta sẽ có 17 ngày sau ngày 3 tháng 11 để verify chữ ký của gì rồi quý vị nói tôi có ký mà người ta vẫn bắt tôi verify là sao là bởi vì quý vị đã ký không giống với chữ ký trước kia trước kia khi quý vị đi bầu khiếm diện quý vị có chữ ký người ta sẽ căn cứ chữ ký lần này với chữ ký của những lần bầu cử trước của quý vị người ta thấy không trùng thì người ta sẽ quay ngược trở lại người ta đi kiếm quý vị người ta verify người ta sẽ gửi thư về verify quý vị nó ủa ừ, tại sao phải phải verify là đơn giản có nhiều quý vị có thói quen đổi chữ ký lâu lâu đổi chữ ký một lần vui đổi gì đó vui thôi buồn cũng đổi nữa làm ăn không được thất bát đổi đổi cho có phong thủy nhưng quý vị đừng quên chữ ký cũ của quý vị đang nằm ở trong hồ sơ của cơ quan bầu cử Lần này có gì đổi chữ ký mới Người ta nhìn thấy chữ ký mới không trùng với là chữ ký cũ Thế là hồ sơ của gì sẽ được xếp lại Và người ta sẽ phải chờ liên lạc với quý vị để xác minh lại Nên quý vị lưu ý dùm Đi bầu Nếu có khi quý vị đi bầu bằng bằng thư Quý vị ký cho nó đúng với những chữ ký cũ của quý vị trước kia Mà đặc biệt là ký cho nó trùng với chữ ký ở trên ID của quý vị Nha, đó là lời khuyên Rồi, bây giờ cho Thanh Tùng nhắc nè Ở riêng San Francisco 46% cử tri Đi bầu cho tới giờ phút này rất là cao Contra Costa 50% cử tri đã đi bầu Ở quận hạt El Lamida 42% cử tri đã đi bầu rồi Quận hạt Contra Costa 48% đi bầu rồi Napa 40% San Francisco 46% Quận hạt Santa Clara 42% Quận hạt Solano 38% Quận hạt Sonoma 51% cử tri đã đi bầu À, cho tên tuần nhắc có gì là con số này con số mà nhiều người nói là họ làm ở trong ngành bầu cử hàng chục năm chưa bao giờ họ thấy số lượng cử tri đi bầu cử sớm mà nó sơm tụ như vậy sơm tụ tới như vậy bây giờ có một số câu hỏi có gì đặt ra tôi có còn kịp để ghi danh bầu cử hay không câu trả lời là còn tuy nhiên thời hạn để có dịp Ghi danh ở trên mạng hoặc ghi danh qua thư đã hết rồi, đã qua rồi. Có việc vẫn có thể ghi danh bầu cử lúc nào đó là bắt đầu từ thứ bảy cuối tuần này xin quý vị lưu ý nha ở tiểu bang cali nha cali nha tất cả các quận hạt bắt đầu từ thứ bảy cuối tuần này ngày 31 tháng 10 các phòng phiếu sẽ mở ra để quý vị đến bầu cử trực tiếp 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều thứ bảy chủ nhật thứ hai và thứ ba tuần tới 4 ngày liên tiếp các phòng phiếu sẽ mở ra tuy nhiên ngày thứ bảy ngày chủ nhật ngày thứ hai mở cửa từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều còn riêng đúng thứ ba tuần tới ngày tổng tuyển cử mở cửa từ 7 giờ sáng đến 8 giờ chiều 4 ngày mở cửa bắt đầu từ thứ bảy tuần này xin bà con mình lưu ý. Cho nên những ai mà đã lỡ cái thời hạn ghi danh bầu cử ở trên mạng, quý vị vẫn có quyền ghi danh bầu cử khi phòng phiếu mở cửa. Quý vị cầm ID tới ghi danh bầu cử tại chỗ, sau khi ghi danh xong quý vị sẽ được bỏ phiếu ngay tại chỗ. Cho nên yên tâm nha, quý vị vẫn còn kịp do điều kiện phải in person. Rồi à, làm sao tôi biết được rằng là tôi đã có ghi danh bầu cử? dễ lắm sẽ có một trang web trang web đó là voterstatus.sos.ca.gov truy cập vào đây quý vị sẽ được cho biết quý vị đang active hay là inactive hay là đủ tư cách hay không cần trang web này cứ việc nhắn tin cho thanh tùng số điện thoại hiện trên màn hình thanh tùng sẽ gửi đường link cho quý vị rồi uh, làm sao tôi có thể gửi cái phiếu bầu của tôi quý vị có nhiều cách nhận như thanh tùng nói gửi qua đường bưu điện hoặc là quý vị đến với những địa điểm nhận phiếu gần nhà của mình bỏ phiếu của mình vào trong các thùng phiếu ở đó hoặc là quý vị đợi tới thứ bảy tuần này khi bắt đầu tới tuần này các phòng phiếu mở ra, quý vị lái xe tới các phòng phiếu, bỏ phiếu của mình ngay tại các phòng phiếu luôn. Đó là ba cách yên tâm ha. À, à, cái chuyện mà đi bầu ngay tại phòng phiếu. Nếu tôi quyết định đi bầu ngay tại phòng phiếu mà tôi sợ coronavirus virus thì tôi phải làm sao? Đương nhiên quý vị sẽ có cái quy định là là đeo khẩu trang khi mình đến bầu cử, rồi khi đến nơi thì các cái cái các địa điểm bỏ phiếu á những cái máy mà để có những bỏ phiếu á sẽ cách giãn cách với nhau không có để gần và có rất nhiều hand sanitizer để có gì rửa tay nên có gì yên tâm điều kế tiếp nữa nếu có gì mà muốn muốn chắc ăn á nhớ cầm theo cây viết của mình tự nhà theo vì nhớ nha nhớ mang cây viết của mình tự nhà theo để mình không sử dụng viết của người ta ở đó được chưa rồi trong trường hợp của gì nói tôi không thích đeo khẩu trang khi đến bỏ phiếu ở các phòng phiếu thì sao dạ đâu sao đâu đâu, đâu ai dám làm gì quá vậy thiệt không có dám làm gì quá vậy trơn nếu có gì không đeo khẩu trang không sao người ta nhắc nhưng nếu có nhận tôi không thích thì không sao không sao không ai có quyền đuổi của gì về nhà nếu có gì không đeo khẩu trang của gì phải nhớ ở ở cali nha quý vị sẽ được mời qua một khu vực khác khu vực dành cho những người không đeo khẩu trang để có gì bỏ phiếu ai có đeo khẩu trang người ta đứng khu vực này có gì không đeo khẩu trang có gì qua khu vực bên kia có gì đứng và có việc sẽ không bị đuổi về, nên có việc yên tâm, nhưng đeo khẩu trang là điều đang được khuyến khích ở tiểu bang Kali. À, bây giờ có vị còn hỏi thêm một điều nữa là à, tôi cần quan tâm tới điều gì ở kết quả bầu cử 3, 3 tháng 11. Điều mà các cơ quan bầu cử ở tiểu bang Kali nhắc nhở bà con mình là đừng trông đợi sẽ có kết quả bầu cử cuối cùng vào đêm 3 tháng 11. Lý do như quý gì đã thấy Thanh Tùng có nói nãy giờ đó là cái tiến trình gửi thư bầu qua đường bưu điện. Tiến trình mà đi bầu qua đường bưu điện, đi bầu bằng thư, nó sẽ kéo dài nhiều ngày. Chứ nó không đơn giản là ngay đêm 3 tháng 11 mình sẽ có kết quả. Địa phương thì có thể có, nhưng bầu cử tổng thống thì đừng trông đợi đúng 3 tháng 11 mình sẽ có và không có thể sẽ phải mất một khoảng thời gian và như quý vị nhớ lúc đầu tên Tùng đã nói riêng ở Cali người ta sẽ chờ quý vị cái tới 17 ngày sau ngày tổng tuyển cử để người ta nhận phiếu bầu quý vị người ta sửa coi như là những cái lỗi mà quý vị gây ra đó người ta sẽ phải liên lạc với quý vị lỗi gì gây ra là gì quý vị không có ký tên đúng người ta sẽ phải liên lạc với quý vị để nhờ quý vị ký tên lại nó mất bao nhiêu ngày đúng không? đó những cái lỗi như vậy của quý vị đó nó sẽ khiến cho việc có kết quả bầu cử chậm hơn cho nên lời nhắn của tất cả mọi người, quý vị nên kiên nhẫn để chờ kết quả bầu cử sau ngày 3 tháng 11. Rồi, cảm ơn quý vị đã theo dõi tiết mục này. À, quý vị có thể xem lại ở trên Youtube khi gọi chữ Thanh Tùng, à, Hot News với Thanh Tùng ở trên Youtube. Xem xong nhớ bấm like, cho âm xin một cái like. Quý vị nhớ subscribe để lần sau mình còn xem tiếp. Quý vị muốn bảo trợ cho chương trình này trên TV phát hình khắp dùng B Area. Gọi số điện thoại đang hiện trên màn hình đang có chương trình promotion dành cho quý vị. Chúc quý vị một ngày an lành và thân tùng. Hẹn gặp lại quý vị tới mục này lần tới.